Kính thưa quý vị, việc chung sống với nhau và xảy ra những trường hợp cơm chẳng lành và cơm không ngọt cũng là chuyện không phải hiếm gặp. Vì thế, trong những cái trường hợp cãi vã như thế này thì mỗi người phải tự biết kiềm chế để tránh những trường hợp và tai nạn đáng tiếc xảy ra. Và tiếp nối thông tin chúng tôi xin được chia sẻ, vào ngày 7 tháng 2, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã dẫn giải 16 đối tượng vào vườn quốc gia Gióc Đôn để xác minh vị trí khai thác gỗ mà các đối tượng này đã thực hiện trước đó. Trước đó, ngày 16 tháng 1, một tổ công tác của trạm kiểm lâm số 8 thuộc vườn quốc gia Gióc Đôn ở địa bàn xã Rồng Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc tuần tra đã phát hiện hàng chục đối tượng đang cưa hạ nhiều cây gỗ giáng hương quý hiếm. Sau khi truy đuổi, tổ công tác đã bắt giữ được một đối tượng là Ma A Lào ở xã Cư Bang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc sau đó đã được chuyển giao cho công an huyện Buôn Đôn. Qua kiểm đếm tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 10 cây gỗ giáng hương quý hiếm thuộc nhóm 2A có đường kính từ 40cm đến 1,5m đã bị lâm tặc đốn hạ. Tất cả sẽ cưa, sẽ thành từng lóng và hộp vuông vắn. Trong đó, một số gỗ chúng đã đưa ra bên ngoài tiêu thụ, số còn lại có tổng khối lượng trên 10 mét khối. Sau khi tiếp nhận hồ sơ và đấu tranh đối tượng Lào, Công an huyện Buôn Đôn đã làm rõ được 15 đối tượng cùng Lào tham gia vụ phá rừng tại tiểu khu 409 thuộc vườn quốc gia Gióc Đôn. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ chặt hạ 4 cây trong số 10 cây gỗ hương trên để mang về bán lấy tiền tiêu Tết. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật và làm rõ các đối tượng liên quan.